Kính thưa các bạn, hôm nay Thúy Già xin chia sẻ một chủ đề mà nói rằng là trì chú niệm Phật mà không ăn chay được thì có sao không? Có nhiều bạn lo lắng rằng là không ăn chay được, rồi làm sao tu? Học kinh á, thì thuộc trì chú, học niệm Phật, tất cả những gì thì cũng là được hết. Nhưng mà chỉ có ăn chay sao mà nó quá khó. Đúng không các bạn? Thì cái này Tiết già xin thưa các bạn đừng lo lắng. Tiết già không phải là một vị sư, vị thầy. Tiết già cũng như các bạn thôi. Tiết già cũng là học đạo. Mà cái Tiết già học cũng như là được biết nhiêu thì chia sẻ cùng các bạn nhiêu thôi. Đó, chứ các bạn hả không có lo lắng về cái vấn đề mà gọi là giống như mình đã trì chú rồi. Mình niệm Phật được nè. Mình thuộc kinh rồi. Mà bây giờ mình chưa có ăn chay được, đúng không các bạn? Tại vì cái ăn chay này là nhiều khi nó cũng rất là khó. Nó khó cái là ví dụ như các bạn bận đi làm rồi làm sao mà cũng như đi tìm đồ chay, nhất là mấy chục năm về trước rất là khó tìm đồ chay. Hoặc là những bạn sống ở nước ngoài, những cái quốc gia chẳng hạn như là ở Nhật nè, mà nói về vấn đề mà tìm mà một cái cũng như là cái quán chay thì nó rất là khó, đúng không các bạn? Thì cái này Tiết già chia sẻ là không có sao, các bạn cứ niệm Phật, cứ trì chú bình thường, các bạn ăn mặn bình thường, không có sao hết. Chính cái trì chú niệm Phật, đọc kinh của các bạn mới là tu nha các bạn. Còn ăn chay không phải là tu. Giờ các bạn ăn chay trường không, mà các bạn không niệm Phật, các bạn không trì chú thì coi như những vị bác sĩ cũng ăn chay vậy. Những vị bác sĩ là người ta ăn kiêng ăn cửu, những người mà cũng như trí thức là người ta sợ bệnh sợ tật người ta mới ăn chay. Thì ăn chay đây là thanh lọc cơ thể, ăn chay đây á, là giống như là cái cơ thể mình là lọc những cái chất mà cặn bã, những cái chất mà giống như là nó bệnh tật tất cả những gì, đúng không các bạn? Đó là về vấn đề về y khoa. Còn nếu mà nói về vô vi thì mình ăn chay á để cho cái tâm tánh mình nó hiền lành, mình ăn mặn á thì dĩ nhiên mình nó nóng tánh rồi, chứ ăn chay với ăn mặn là không có sao hết nha các bạn. Nhưng mà chỉ sợ rằng nóng tánh rồi nhiều khi các bạn không nhịn được á, rồi các bạn làm những cái chuyện gì nó quá đáng thì nó hại mình, đó là nó hại cái xác phàm của mình nè, chứ không có sao hết trơn á. Nó không có hại được mình mà nó hại cái xác phàm mình, nó làm cho mình đau đớn, ví dụ như mình đánh nhau, mình tù tội tất cả những gì, đúng không các bạn? Thì coi như là hả tu là nuôi dưỡng linh hồn, nó còn ăn chay là nuôi dưỡng xác phàm. Nó cái xác phàm này là mình ăn uống để mình nuôi dưỡng cái xác phàm này, thì các bạn ăn cái gì thì các bạn nuôi cái xác phàm nó tốt thì các bạn suy nghĩ đi, các bạn cứ chọn. Chứ ở đây không có phải cần thiết mà phải ăn chay hay ăn mặn mới gọi là tu. Đó, các bạn ăn sao mà các bạn cảm thấy là hả tránh được sát sanh hại vật. Đó, chứ nếu như giờ các bạn ăn chay trường nè, các bạn ăn đậu hũ với nước tương, không không ăn cá, không ăn thịt. Các bạn nói rằng là tôi ăn chay trường tốt dữ lắm. Mà coi như tôi đi câu cá nè, câu tôm nè, rồi tôi đi kéo cá tôi bán nè. Rồi tôi hả mở tiệm phở tôi cắt thịt bò nè, rồi hả giống như là hả tôi làm những cái chuyện gì đó mà nó liên quan đến cái chuyện sát sanh hại vật nè, mà hả coi như tôi thì tôi không có niệm Phật, tôi không trì chú gì hết, tôi chỉ ăn chay không à. Thì vậy là cái người nào mới là người tu các bạn? Người trì chú niệm Phật mới là người tu đó. Đây là bước vào cái con đường tu đó các bạn. Thì ai bước vào con đường tu cũng như là học mẫu giáo, các bạn đừng lo nha các bạn. Từ từ các bạn sẽ học lên tới lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi lớp 5, rồi các bạn sẽ thi trung cấp, rồi lên lên tới đại học. Đó, các bạn đừng sợ, miễn sao các bạn có tu là được. Mà tu này nó rất là lạ như thế này nè các bạn. Khi mình bước vào đường tu á, mình lo lắng lắm, mình không biết tu làm sao cho nó đúng, tu làm sao cho nó phải, đúng không các bạn? Hồi xưa Thiết già cũng vậy nữa, cứ hả học sách rồi tìm hiểu rồi tất cả những gì. Nhưng mà khi các bạn đã bước vào con đường tu rồi
thì có thầy vô vi dạy cho các bạn rất là lạ. Thầy vô vi dạy cho các bạn là dạy sao? Không có hữu hình, không có hiện thân nha các bạn. Nó vô vi là tự nhiên gì nè, khiến cho các bạn giống như là ăn chay trường, khiến cho các bạn làm lành. Nó đây gọi là xây chuyển nha các bạn, nói đúng cái từ gọi là xây chuyển cho các bạn đi đến những cái con đường tốt, những cái con đường ánh sáng của Phật Pháp, không đi được những cái con đường đen tối. Cho nên các bạn đừng lo mà trì chú mà niệm Phật mà không ăn chay được, các bạn không có gì để lo lắng hết. Các bạn ăn bình thường, miễn sao các bạn tránh được cái gì nè, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, là coi như là các bạn ăn mặn mà các bạn tránh được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm giới cấm của nhà Phật, thì còn hơn là cái mà các bạn ăn chay trường mà các bạn lại sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, là các bạn dính vô cái giới cấm rồi, dính vô năm cái giới cấm của nhà Phật rồi. Đó, tại sao ăn chay trường mà gọi là sát sanh? Là tại vì mình kéo cá đi bán, đúng không? Con cá nó đang ở dưới nước mà mình kéo lên mình đi bán như vậy, hoặc là bắt chim, tất cả những cái gì nhốt vô lồng rồi đem đi bán. Đó, đó là những cái gì là mình không tránh được sát sanh rồi. Rồi bây giờ nếu như mình nói mình ăn chay trường nè, mình tốt quá hen, cái mình trộm cướp tham lam, rồi là giới cấm thứ hai nè, nó sát sanh giới cấm thứ nhất nè. Rồi mình nói mình ăn chay trường nè, mà tự nhiên mình thấy cái cô đó đẹp quá, cái mình thích cái cô đó, mình bỏ vợ bỏ con mình đi theo cái cô đó, tức là phạm thêm một cái giới cấm gì nữa, tà dâm. Nó hoặc là mình chán chồng mình, mình sẽ cũng như là quen một người khác. Nếu như mình không còn cũng như là duyên với là chồng mình nữa, hết duyên hết nợ rồi, thì coi như tự động mình phải chia tay cho nó đàng hoàng tử tế rồi mới quen người khác. Thì cái đây là coi như vợ chồng là âm dương cấu tạo, tức là chánh dâm. Nó còn nếu như mình đi ngoại tình thì mới là tà dâm nha các bạn. Nó nói chung là Tiết Già học biết nhiêu thì chia sẻ cho các bạn để các bạn yên tâm. Rồi nói dối là nói gì? Thí dụ như các bạn nói gì nè, ê nói nghe nè, tự nhiên sao thấy cái bà đó dạo này bà nói bà tu, mà không biết bà phải bà tu không, nói các bạn thấy không? Hoặc là mình nói giống như là cái này là nhiều chuyện luôn nha các bạn, nói dối đây gọi là nhiều chuyện. Tại sao người tu mà tại sao có cái giới cấm nói dối, đúng không? Đây là để cho mình tịnh tâm, thay vì mình nói chuyện người khác là mình để cái tâm mình tịnh, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những cái chuyện gì gọi là hữu hình trên thế gian này, là trần thế, là trong quả địa cầu này, là không có phải là nói chuyện thật hết. Cho nên mình không có liên quan gì hết, mình không cần thiết để nói. Nó nhỏ kia nó ốm cũng được, nhỏ nọ nó mập cũng được. Bởi vì các bạn ta biết tại sao mà người tu cần nhất là cái tâm không? Cái tâm không tịnh là không bao giờ mà các bạn coi như là tu thành công hết á. Cũng như là các bạn phải tịnh cái tâm. Nói các bạn thấy chuyện gì kệ người ta đi, đừng có động tâm quá. Nói các bạn nhìn thấy là các bạn biết, chứ không phải là các bạn không biết. Giống như thấy cũng như là cái người đó, hai người đánh nhau gì đó, rồi các bạn thấy biết hai người đó đánh nhau, các bạn tu với cái biết của mình đi. Chứ tự nhiên các bạn nói ê ê, tại sao tụi bay đánh nhau vậy, tụi bay đánh nhau không tốt đâu, thế này thế kia. Nó đâm ra cái bắt đầu mình nhiều chuyện đó các bạn thấy không? Rồi đâm ra có những cái chuyện xảy ra nó không tốt cho mình thôi. Cho nên nhà Phật cũng như là có những giới cấm để chi? Để cho tất cả chúng ta giống như sống cũng như là hạnh phúc. Tại sao mà năm giới cấm này mà mình phải giữ? Là mình giữ là tức là mình được hạnh phúc. Nếu như các bạn không sát sanh là các bạn không mang nghiệp sát. Nó các bạn mang nghiệp sát là các bạn sẽ như thế nào? Sẽ coi như là quan gia cái chủ nó tới nó đòi nợ mình. Rồi nếu như mình trộm cướp thì mình sẽ tù tội. Còn nếu như mình tà dâm thì mình như thế nào nè? Mình giống như là mình sẽ người ta đánh đập hành hạ mình. Tại vì tà dâm là gian dối, mình sẽ giống như là giật vợ giật chồng người ta, đúng không các bạn? Cho nên giới cấm này là để cho tất cả cũng như là được hạnh phúc trong một cái xã hội mà gọi là đại đồng đó các bạn.
nó toàn là những giống như là người tốt hết, thì coi như là cái xã hội này không có cái gì mà để gọi là phải cấm hay là phải giống như là có những cái nhà tù tội tất cả những gì, đúng không các bạn? Cái lý do này cho nên Đức Phật mới cho ra năm cái giới cấm này, nó để cho mình có được hạnh phúc đó, các bạn thấy không? Thì coi như là Đức Phật rất thương chúng, cũng như là chúng sanh trên cõi ta bà này. Thì tại sao người Phật tử phải giữ giữ giới? Vì tu đạo nhân. Đạo nhân là đạo làm người, đạo làm người là cần phải giữ đúng coi như là đạo làm người, để cho đời sống an lành đạo làm người, đúng không các bạn? Chứ nếu như mình không có đạo làm người thì mình nói rằng tôi muốn làm gì tôi làm đó, coi ngang tàn không các bạn? Ngang tàn vậy là làm sao mà cái đời sống ở trong cái xã hội nó được an lành đó. Còn nếu như tu á thì không cần giữ giới gì cả, nếu các bạn tu cao rồi thì bây giờ các bạn nói gì nè, không cần giữ giới gì hết luôn, tại vì các bạn đã tu cao lên rồi. Thì bây giờ các bạn nè ăn chay trường rồi, các bạn có cũng như là lúc nào cũng tâm cũng là đưa Phật vào tâm rồi, thì các bạn không cần giữ giới gì hết, các bạn cũng như là đã coi như là cắt ái ly gia rồi. Cắt ái ly gia là các bạn không còn xao xuyến động tâm về những chuyện tình cảm ái dục tất cả những gì, thì bây giờ còn cái giới gì mà để giữ nữa đó, các bạn thấy không? Khi mà tu cao lên rồi không còn giới gì để giữ nữa đó, các bạn đừng lo. Mà các bạn tu á rất là lạ, tự nhiên có cái sự vô vi hướng dẫn cho các bạn dần dần, là giống như là Tiết già chia sẻ, giống như một đứa trẻ mà học mẫu giáo rồi dần dần sẽ có ngày lấy bằng đại học. Nó đơn giản như các bạn không có gì lo lắng hết, ngày nào các bạn cũng trì chú nó. Thì trong cái ăn uống thì dĩ nhiên các bạn phải ăn những cái gì mà nó tốt cho cái cũng như cái thân thể mình, chứ đừng có để mà ăn vô mà giống như nó hại thân. Nó đây là cái xác phàm của mình mà các bạn, ăn uống là để nuôi cái xác phàm của mình, cho nên mình bắt buộc mình phải ăn. Nó thì dĩ nhiên là mình ăn chay là dĩ nhiên sức khỏe mình tốt, mà ăn chay thì các bạn sẽ nghĩ rằng là ăn không có ăn những cái cũng như là hôi tanh động vật, thì làm cho cái thân tâm của các bạn giống như là dần dần giống như nó nguội lạnh, nó thanh tịnh, nó không còn ham muốn trên cái trần thế này nữa. Còn nếu như mình ăn ăn mặn nè, ăn thịt nè, thì giống như là cái dục vọng nó cao hơn, nó đòi hỏi cái xác phàm này, nó đòi hỏi chứ không phải các bạn đòi hỏi, đúng không? Cho nên cái chuyện đó các bạn đừng lo. Mà cái chuyện ăn chay này nó dễ lắm các bạn ơi, các bạn tu một thời gian tự nhiên các bạn xây chuyển là các bạn ăn chay được thôi, không có cần thiết phải ép xác ăn chay nha các bạn, nó tự động, nó lạ lùng lắm kìa. Hồi xưa Tiết già cũng ăn thịt vậy, ăn mặn, ăn cá, ăn bình thường luôn, mà tự dưng đọc trì chú đại bi rồi niệm Phật rồi đọc kinh rồi dần dần tự nhiên thấy thịt rất là sợ, thấy cá rất là tanh, rồi tự nhiên mình thích ăn đậu hũ, mình thích ăn rau, mà tự nhiên mình ăn thấy rất là ngon, nó lạ vậy đó. Các bạn đừng lo về cái chuyện ăn chay nữa nha. Nếu mà không ăn chay được á mà mình học đọc chú đại bi đọc kinh niệm Phật thì chính mới là các bạn mới tu nha đó. Tiết già nói rất là rõ ràng như vậy đó, vì thần lực oai nghi của chú đại bi trợ giúp coi như là hỗ trợ cho các bạn chuyển đổi từ cái xấu qua cái tốt, từ cái ác qua cái thiện. Thì các bạn nghĩ là cái chuyện ăn chay là các bạn sẽ thực hành được thôi, thì bắt đầu sẽ chuyển đổi từ cái coi như là xấu xa ác trược là chuyển xây cho các bạn hết. Nó nếu như các bạn nhiều đời nhiều kiếp các bạn đã từng tu rồi thì các bạn đã có căn lành rồi thì chuyển xây rất là nhanh, các bạn đừng có lo về cái chuyện này. Nó tại vì nếu như mà mình bây giờ hiện tại bây giờ mà nếu như ép xác nè, mà các bạn ăn chay rồi các bạn xỉu, các bạn không đi làm được, các bạn không có tiền trang trải gia đình, rồi làm sao các bạn trụ được trên cái trần gian này để các bạn tiếp tục các bạn tu? Thì đây là phải cái con đường để mình mượn không? Nó mình mượn cái xác phàm này để mình đi làm vất vả tất cả những gì mưu sinh, để coi như mình kiếm tiền, để mình kiếm cái chén cơm, để mình tiếp tục cái con đường tu mới là chính.
Còn vấn đề nuôi xác phàm chỉ là phụ thôi. Nó các bạn không có gì mà để mà lo lắng. Còn cái vấn đề mà giống như để tóc hay là cạo đầu hay là mặc áo như thế nào là đây là tùy duyên nha các bạn. Tại vì hồi xưa là cách đây mấy chục năm cũng lâu lắm rồi, có một vị sư cô trên núi á, cũng như là hả nói cho Tiết Già là nửa cuộc đời của Tiết Già sau này á là mặc, cũng như là mặc cái áo màu nâu giống như sư cô bây giờ vậy đó. Sư cô nói như vậy thì tự dưng không biết tự nhiên chuyển xây chuyển như thế nào mà để cũng như là hả cho Tiết Già từ từ thích áo màu nâu, rồi thích nó cũng như là hả phủi tóc đi, nó để cảm thấy nó ngứa thôi, nó khó chịu lắm kìa các bạn. Cái đó là mỗi mỗi người là mỗi duyên, mỗi phận tùy theo các bạn, đừng lo. Từ từ là xây chuyển các bạn có những cái con đường tốt đẹp và có những cái sự mà tu tập rất là cao. Các bạn đừng có nghĩ rằng mà các bạn ăn chay trường cũng như là các bạn sẽ tu không được, không có phải vậy. Quan trọng nhất là cái tâm phải tịnh á. Nó tự nhiên cái tâm các bạn tịnh là hả dần dần các bạn xây chuyển rất là nhanh nha các bạn. Cũng như mình bỏ bớt về cái chuyện mà gọi là hả những cái gì mà nó duyên ngoài á, tức là hả những cái duyên ngoài là cái duyên không phải là cái duyên đưa đến con đường Phật pháp. Cái duyên ngoài là cái duyên gì? Cái duyên cũng như là hả rượu chè nè, quần áo lè lẹt nè, mỹ phẩm nè, tiền bạc nè, vật chất nè, tình yêu tình cảm nè, thì cái gì không có cảm thấy mình không cần thiết thì mình cắt, cắt dần 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 nha các bạn. Tức là không phải cắt một lần, cắt một lần á là nó rất là khó. Nó cũng như là cắt một lần xong rồi mai mốt hả người cũng như là sẽ quen rồi, nó cũng như nó quay lại đường cũ rồi, nó rất là khó. Thà rằng mình bước lên từng bước cho nó vững nha các bạn. Đó là cái cách mà Tiết Già đã tu qua và Tiết Già thấy thành công mà kết quả rất là tốt đẹp. Mình cứ tu chậm chậm từ từ. Nó mình tu là mình tránh những cái gì mà giống như là sát sanh hại vật, tham lam tham vọng, những cái gì mà giống như là hạ trần thế hữu hình, thì dần dần mình cắt hết những cái duyên ngoài thì bắt đầu tâm của các bạn sẽ định. Thì lúc này các bạn nghĩ rằng ăn chay hay ăn mặn rất là dễ nha các bạn. Chuyển đổi qua là các bạn hả rất cũng như là chuyển một cách bất ngờ luôn vậy đó. Cũng như Tiết Già ví dụ như các bạn như thế này, hồi xưa Tiết Già là một người như thế nào? Một người từng ăn thịt động vật nè, một người từng uống rượu uống bia, một người từng chửi thề, một người từng nói dối, một người từng gian xảo, một người từng xấu xa, tất cả những gì nó. Thì hôm nay coi như là Tiết Già học chú Đại Bi rồi niệm Phật, rồi từ từ coi như là chuyển đổi mình, nó chuyển xây cho mình, cũng như không còn chửi thề, không còn ăn nhậu, không còn cũng như là ăn thịt, không còn những gì mà hả hướng đến cái con đường mà hả Phật pháp, chứ không trở lại những con đường xấu xa. Đó là mình được xây chuyển, chứ không phải tu là mình nghĩ tôi tu là chắc tôi tốt dữ lắm, không phải vậy nha các bạn. Tu là từ cái tối bước ra cái ánh sáng. Nó còn nếu như hả mà mình hả hữu duyên mà mình khi mình đến mặt trần gian này là mình đi tu luôn đi, cái lúc mà mình hả vừa lọt lòng ra là khoảng hả giống như mình uống sữa xong rồi 1-2 tuổi là tự nhiên á mình có duyên là mình đi tu luôn đi, thì cái này á gọi là hữu phước rồi, nó có căn lành rồi. Còn này mình là người nhiễm trần nha các bạn, tất cả chúng ta là coi như là đã bị nhiễm trần rồi, cho nên trần thế hôm nay đi đến cái con đường coi như là quá đau khổ, các bạn đã nhìn thấy rồi. Thì chúng ta tìm ra tránh cái sự đau khổ đó các bạn thấy không, chứ không phải là chúng ta hả tìm đến đường tu mà để chúng ta cũng như là ép sát phải ăn chay phải khổ đau. Tu là phải vui, tu là phải hạnh phúc, tu là phải đầy đủ vật chất trên trần gian. Tại vì không có vật chất trên trần gian làm sao các bạn có phương tiện để tu được. Ví dụ như các bạn phải có cái điện thoại để kết nối nè, rồi các bạn phải có tiền để ăn nè, các bạn phải có nhà để ở nè. Tuy rằng mình không có tham vọng quá cao, nhưng mà các bạn phải có vật chất trên trần gian. Nó phải có áo mặc nè, để thay đổi tất cả những gì nè. Rồi có hả giống như là phương tiện như xe cộ, tất cả những gì. Đây là mình hả cái phương tiện nha các bạn, chứ không phải là vật chất trên trần gian. Nó khi mà tu rồi thì từ cái vật chất trên trần gian mình đổi qua cái phương tiện.
cái sự xây chuyển để cho các bạn coi như là hoàn thiện, dần dần các bạn sẽ coi như là đi đến cái con đường coi như là chánh pháp rất là nhanh luôn các bạn. Thiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tu thành công hết để được hạnh phúc ngay trên đời này và giảm thiểu đi cái sự khổ đau. Video Thiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.